Chào mừng quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi, những người làm chương trình Khát vọng cuộc sống, luôn ước mong rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thảnh thơi bên người thân và bạn bè. Quý vị và các bạn thân mến, người xưa thường có câu, nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Ngụ ý chính là nói về tác dụng của những nụ cười, những niềm vui, những suy nghĩ tích cực đối với tâm và thân của con người. Nụ cười cũng là biểu hiện của sự thân thiện, sự hòa ái, từ bi và sự nhẫn nhịn. Chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn câu chuyện sau đây. Lần nọ, trước khi máy bay cất cánh, một hành khách muốn có một ly nước để uống thuốc. Cô tiếp viên đã lịch sự nói với ông rằng máy bay đang chuẩn bị cất cánh. Vì sự an toàn của quý khách, xin quý khách đợi thêm vài phút. Sau khi máy bay cất cánh và ổn định, tôi sẽ mang nước cho quý khách. 15 phút trôi qua, cô đã quên mang nước vì những vấn đề khác. Cho tới khi người khách nhấn chuông gọi giúp đỡ, cô cẩn thận mang nước đến cho người khách và xin lỗi với một nụ cười. Tuy nhiên, người đàn ông đã rất giận dữ và chỉ vào đồng hồ nói rằng: "Đây là kiểu phục vụ gì vậy? Cô có biết tôi phải chờ bao lâu không?" Người tiếp viên cảm thấy có lỗi. Tuy nhiên, dù cô có giải thích thế nào thì ông khách kia cũng không tha thứ cho sự bất cẩn của cô. Để sửa chữa lỗi lầm của mình, cô đã hỏi ông một cách tươi cười rằng liệu ông có muốn uống nước bất cứ khi nào cô đi ngang qua ông trong suốt chuyến bay hay không. Không may thay, vị khách khó tính này đã không chấp nhận nỗ lực xin lỗi của cô. Trước khi máy bay hạ cánh, vị này đã yêu cầu cuốn sổ hành khách để viết lời bình luận. Cô tiếp viên nghĩ rằng vị khách sẽ phàn nàn, vì vậy cô tươi cười nói rằng: "Xin hãy để tôi xin lỗi thêm một lần nữa. Tôi sẽ chấp nhận mọi lời phê bình và kiến nghị của ngài, cho dù chúng là gì đi nữa." Vị khách không nói lời nào, nhưng để lại vài dòng nói rằng: "Trong suốt chuyến bay, cô đã bày tỏ lời xin lỗi chân thành của mình. Cô đã mỉm cười 12 lần và đã cảm động tôi sâu sắc. Tôi đã quyết định viết một lá thư đánh giá cao thay vì một bức thư phàn nàn. Chất lượng phục vụ của các bạn thật tuyệt vời và cô là người tiếp viên tốt nhất thế giới. Nếu có cơ hội trong tương lai, tôi sẽ lên chuyến bay này lần nữa." Quả thật, nụ cười như những đóa hoa, chúng là những bông hoa thơm ngát từ thế giới của một trái tim thuần khiết. Chúng không cần trang trí thêm, nhưng có thể cảm động đất trời. Nụ cười là niềm vui và nguồn hạnh phúc vô tận. Nếu không có chúng, trái tim bạn sẽ như một dòng sông băng. Khi bạn có thể mỉm cười trước những lời nói xấu, trong cơn khủng hoảng, nỗi đau khổ và thử thách cam go, thì những điều không may sẽ yếu đi và biến mất. Nụ cười có thể mang đến sự chân thành và cởi mở của bạn, giúp những người xa lạ gần bạn hơn và khiến người thân của bạn cảm thấy vui sướng. Nụ cười là một đóa hoa cao quý bất diệt từ tâm hồn. Trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, nhiều nụ cười hơn có thể đem đến niềm vui, sự bình yên và hài hòa. Một nụ cười thân thiện là phản hồi tự nhiên từ bên trong của một người ra bên ngoài, và nó hàm chứa sự cảm thông và tán thành. Nụ cười cũng đem lại sự ấm áp, niềm vui và sự thấu hiểu. Vì vậy, một nụ cười có thể được gọi là một bông hoa thấu hiểu. Thank you.
hoặc đại trí thường giữ nụ cười trên khuôn mặt. Họ thích cười bởi vì họ hiểu được bản chất của sự thảnh thơi và tâm bình khí hòa. Trong thơ ca cổ, vẻ đẹp của nụ cười thường được tôn vinh cùng với hoa. Vẻ đẹp và sự tao nhã của nụ cười khó có thể diễn tả được. Vậy tại sao chúng ta lại không cười và cười nhiều hơn một chút? Cuộc sống hối hả tất bật này cũng chỉ là mấy mươi năm. So với dòng chảy của sinh mệnh trong vũ trụ thì quả là nhỏ bé và ngắn ngủi. Mọi thứ trên thế gian này cũng tựa như là nước trong dòng sông. Nó không ngừng thay đổi vào mọi thời khắc. Tuy nhiên, nhiều người ngày nay không biết làm sao để nắm chắc hôm nay. Họ không trân quý cơ hội ngay trước mặt họ, mà lại lo lắng về tương lai. Họ than phiền, bực bội về hết thảy những điều mà họ gặp phải trong cuộc sống. Nếu trong tâm chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực, những sợ hãi, thì tinh thần của bạn không thể tốt lên, cũng không thể có những may mắn sẽ đến. Thực ra, thời gian không giống như là tiền. Bạn không thể để dành nó cho những ngày mưa gió sau này. Bất luận thế nào, mọi người chỉ có thể có thời khắc đó, tức là hôm nay và lúc này. Vào thời Trung Quốc cổ đại, có một tiểu hòa thượng chịu trách nhiệm quét sân chùa. Vào mỗi buổi sáng, cậu phải thức dậy sớm để quét một cái sân đầy lá cây, và đó là yêu cầu duy nhất dành cho cậu. Đó không phải là một công việc dễ dàng, đặc biệt vào mùa thu và mùa đông, khi những đống lá lớn bay khắp sân, phải mất rất nhiều thời gian để quét hết lá cây trong những ngày đó. Kết quả là cậu muốn tìm một đường tắt để khiến cuộc sống dễ chịu hơn. Sau đó, một nhà sư khác trong chùa, người tự cho mình là thông minh, nói với tiểu hòa thượng: "Tại sao cậu không rung thật mạnh những cái cây trước khi quét nó vào ngày mai? Những cái cây sẽ rụng lá xuống hết và cậu chỉ cần quét một lần thôi." Tiểu hòa thượng rất phấn khích và nghĩ rằng giải pháp này thật là tuyệt vời. Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng dậy sớm và rung thật mạnh những cái cây. Cậu nghĩ rằng cậu có thể quét hết lá trong một ngày bằng cách làm như vậy. Cậu rất hạnh phúc trong ngày hôm đó. Tuy nhiên, sáng hôm sau, cậu phát hiện rằng còn có rất nhiều lá trong sân hơn trước đó nữa. Cậu thất vọng và lại phải lao động cật lực lần nữa. Rồi sư trụ trì tới kiểm tra và thấy cậu đang buồn bã. Sau khi nghe câu chuyện, trụ trì nói: "Cậu bé ngốc cả, bất kể hôm nay cậu lắc những cái cây mạnh thế nào, lá vẫn sẽ rơi vào ngày mai, vì chúng đã được đặc định như thế. Mọi sự đều đã được an bài bởi thiên ý và không ai có thể thay đổi chúng. Điều thực sự cần làm hôm nay là có thái độ đúng đắn với cuộc sống, không cần phải đợi tới ngày mai, bởi vì ngày mai không biết sẽ ra sao. Không ai biết chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với hoàn cảnh xung quanh mình, rằng chúng ta sẽ thay đổi thế nào. Thật khó có thể dự đoán hay thậm chí là hiểu được. Khi bạn toàn tâm chờ đợi ngày mai, thực ra là bạn đang lãng phí hôm nay. Bỏ lỡ hôm nay có nghĩa là bạn đang bỏ lỡ cơ hội quý giá nhất. Hôm nay mới thực tại và chắc chắn. Trong hành trình cuộc sống, ngày mai dường như mờ nhạt và bất định hơn so với hôm nay. Hôm nay bạn có thể hàn gắn vết thương, lau sạch nước mắt, làm tròn ước mơ của bạn từ hôm qua. Nắm chắc hôm nay, bạn đang nắm bắt được bí mật của thời gian. Hãy gieo những hạt giống chân thành và thiện lương trên đất ngày hôm nay. Ngày mai bạn sẽ gặt hái được những trái cây hạnh phúc. Trân quý hôm nay, bạn sẽ không lãng phí nó và để cơ hội trôi qua. Trân quý hôm nay chính là trân quý sinh mệnh của bạn. Chỉ bằng cách trân quý hôm nay, bạn mới không hối tiếc suốt cuộc đời. Nụ cười cho đi, bạn sẽ nhận lại nụ cười. Thứ quý giá ấy ai cũng có thể sẻ chia, chẳng tốn tiền bạc hay công sức. Quý trọng ngày hôm nay, bạn sẽ biết quý trọng ngày mai của tương lai. Biết gieo những điều tốt đẹp từ hôm nay để ngày mai gặt hái được những quả ngọt.
chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Nếu quý vị và các bạn yêu thích chương trình, hãy chia sẻ chương trình này đến với người thân và bạn bè của mình nha. Và đừng quên đăng ký để không bỏ lỡ các số tiếp theo của Khát vọng cuộc sống. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.